chào các bạn đã đến với kênh Ngoan TV. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ chế cho các bạn xem chiếc đầu máy Yamaha TF150 nha các bạn. Nào, các bạn hãy cùng xem mình làm nha. Thank you.
đầu đập nước đá đi con. Thank you.
các bạn thấy sao về chiếc động cơ này, hãy để lại cho mình một comment nha các bạn. Các bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ các bạn. Mình có những động lực làm ra những video hấp dẫn hơn cho các bạn xem ha. Rồi, bye bye các bạn nha.